Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến cho anh em một cái bàn bệnh hay và mình cũng chưa đoán được là nó như thế nào cả. Thì bây giờ xe đang có cái hiện tượng nó như thế này này. Bây giờ tôi sẽ nổ máy lên cho anh em xem. Và khi tôi nổ máy cho anh em xem xong, tôi tiếp tục tôi tháo cái dàn nhựa này đằng trước này ra và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho anh em. Bây giờ xe đang có hiện tượng này. Để tôi trước khi đề máy thì tôi cũng nói rõ nói trước đây cho anh em dễ hiểu. Tôi sợ là lúc mà tôi nổ máy lên rồi thì tôi nói tiếng máy nó nổ ồn anh em không nghe được. Khi bật chìa khóa lên thì đề bình thường. Đề bình thường. Nhưng mà khi tắt chìa khóa thì không được anh em ạ, mà lại có cái tiếng kêu rè rè. Có cái tiếng kêu rè rè. Và tôi cũng không biết là có đúng là bị chạm chập ổ khóa hay không, hay là bị chạm chập ở đâu mà không tắt được chìa khóa, mà đồng thời là phía sau này này, cái đoạn này này nó có cái tiếng gì nó kêu như con ve sầu trong này này. Bây giờ tôi sẽ để lên cho anh em xem. Về số mo hộ anh. Nghe chưa? Đã số mo đã xuất hiện này. Bây giờ để máy nào. Bóp côn. À không, giờ không để nữa rồi. À. Rồi. Bây giờ tiếng máy vẫn nổ vẫn bình thường, không có vấn đề gì này. Bây giờ tôi tắt chìa khóa này. Thì cái tiếng kêu đây mà không phải là con da le đề nào đâu. Anh rút luôn con da le này cho em ra cho em. Rút ra luôn quá. Rút ra luôn con. Đấy, rút luôn ra đây rồi mà vẫn nghe tiếng kêu này anh em này. Nó kêu rè 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 gì trong này này. Mình cũng chưa đoán được, không biết có phải xi nhan không. Mình cũng chưa đoán được. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ tháo cái dàn nhựa ra và kiểm tra trước anh em. Mà sờ vào cái ổ khóa này có cảm giác là ổ khóa nóng lắm anh em ạ. Xi nhan à? Thì không biết ra mà tại trên bật chìa khóa này lại không còn tiếng đó nữa. Khi bật chìa khóa lên lại không còn cái tiếng đó nữa. Nhưng mà khi tắt chìa khóa này đồng thời là máy không nổ được. À máy vẫn nổ được nhưng mà đồng thời có tiếng kêu. Đấy, anh em nghe thấy tiếng kêu chưa? Mà bật chìa khóa này lại hết này. Anh em đang nghe thấy tiếng kêu nha. Mà bật chìa khóa này là hết này. Đấy, bật chìa khóa này là hết. Và đồng thời là cái ổ khóa này nó rất chi là nóng. Ổ khóa nóng lắm. Nóng lắm, nóng ổ khóa lắm rồi. Rồi bây giờ vô số lại cho trên máy đi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi tháo cái dàn áo này ra để tôi chia sẻ đến cho anh em tiếp. Tiếp tục đến cái ban bệnh lạ mình chuẩn bị chia sẻ đến cho anh em. Thì khi mà mình tháo được cái dàn nhựa ra thì mình đã biết được là cái ban bệnh nó nằm ở đâu. Là chính xác nó nằm ở đâu rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cho anh em. Mình chia sẻ đến cho anh em là sau đó mình mới giải thích cho anh em cái vì sao mà nó lại bị như vậy. Bây giờ mình sẽ trước khi mà nổ máy thì mình cũng nói rõ luôn. Mình nổ máy lên thì là khi mình tắt chìa khóa đi thì cái ban bệnh như đầu video nó xuất hiện. Thì khi mình lúc mà mình tắt chìa khóa đi nào thì anh em nhìn thấy là nó không tắt được máy, và đồng thời là có tiếng kêu, và đồng thời là cái bóng đèn mo này vẫn sáng anh em nhá. Khi đồng thời là mình rút IC ra, mình rút IC ra thì chắc chắn là xe nó phải chết máy rồi. Nhưng mà rút IC ra xe tắt máy thì đó là chuyện bình thường. Còn khi mình rút IC ra xe tắt máy thì đồng thời là cái hệ thống đèn trên đồng hồ nó đèn mo này mất luôn anh em nhá. Đấy, tiến hành nổ máy nào. Về mo chưa? Rồi, nổ máy. Nổ máy đi. Rồi, nổ máy. Anh em để ý này. Bóng đèn nó bán sáng nha. Giờ mình tắt chìa khóa này. Mình tắt chìa khóa. Đấy, và đồng thời là bóng đèn mo vẫn sáng anh em ạ. Và đồng thời là cái con gele này kêu. Chính là con gele quạt anh em nhá. Và đồng thời là cái quạt chạy luôn. Đồng thời là cái quạt chạy luôn này. Quạt đang chạy này. Đấy, bây giờ anh rút đi xem ra chưa? Chìa khóa vẫn tắt anh em nhá. Đây này, chìa khóa vẫn tắt này. Bây giờ mình bật ra từ rút IC. Mình bật đây là hết này. Mình bật lên thì là ra le không kêu nữa. Đồng thời là quạt dừng lại. Đây là cái quạt này anh em này. Quạt này, quạt dừng lại và không có tiếng kêu. Đèn mo vẫn bình thường. Bây giờ mình thế này, mình tắt chìa khóa này. Mình tắt chìa khóa. Đấy, nghe có tiếng kêu. Và đồng thời là cái bóng đèn mo này vẫn sáng. Giờ le quạt kêu re re. Và đồng thời là cái quạt này chạy luôn. Rồi bây giờ anh rút IC ra đi. Rút IC ra. Đấy. Khi rút IC rồi, chìa khóa mình vẫn tắt. Và đồng thời là cái đèn đồng hồ này đã mất đi. Thì cái lúc mà mình tắt máy mà xe không chết được máy, mà khi mình tắt chìa khóa rồi mà là điện ở đâu ra mà nó lại nổ được máy. Đây, bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến cho em để chứng minh cho em một lần nữa. Thì bây giờ sẽ rút hẳn cái, giật hẳn cái dây ổ khóa này ra để loại trừ là cái ổ khóa này bị chập anh em nhá. Đây lại lần nữa nhá. Cắm IC vào. Rồi. Bật chìa khóa này. Rồi nổ máy. Anh giật hai cái dây ổ khóa này ra cho em.
Đấy, mình đã giật cả hai rêu khóa ra rồi anh em nhá. Hai rêu khóa nó vẫn bị là thôi, cho chết máy đi. Rút đi xe. Đấy, mình rút hẳn hai rêu khóa này ra rồi mà nó vẫn bị, có nghĩa là anh em loại trừ khóa ra. Thì cái ban bệnh của nó nguyên nhân, thì cái ban bệnh của nó chính thức á là do chạm chập anh em nhá. Chạm chập đây này anh em này, xe này là đang đi, anh đưa cái đầu đèn này kia. Xe này là đang đi cái hệ thống là đèn led anh em này. Đèn led, xe này đang đi đèn led. Thì người ta sẽ lấy đi cái dây đèn. Dây đèn người ta bỏ đi. Người ta cắt lên anh em này. Người ta đấu vào cái dây nâu điện dương ắc quy sau khóa, và cái dây từ dưới đèn đi lên thì người ta để đây. Người ta để đây thì trong cái quá trình để nó bị chạm chập anh em này, cái đầu này anh em nhìn thấy này, nó cháy cong lên này. Đây nó bị xước ra. Đây anh em nhìn kỹ này. Đây nó bị xước ra. Nó xước cái dây điện này ra và rất là nóng dây anh em nhá. Cái dây này nó bị chạm vào đây. Có nghĩa là khi anh em tắt chìa khóa thì cái nguồn này là nguồn của đèn. Nguồn điện của đèn nó vẫn dính vào cái dây màu nâu anh em nhá. Vì là dây này là dây đấu vào đèn điện dây màu nâu điện ắc quy sau khóa vào trong công tắc đèn để đi đèn led. Đèn led ăn điện bình. Thì đây là cái dây, còn đây là cái dây điện ở dưới cuộn đèn đi lên. Dưới cuộn đèn đi lên thì hai dây này trong cái quá trình làm việc thợ không làm chuẩn, hoặc là trong cái quá trình tháo vô tháo ra làm cho cái dây này anh em này, nó chạm vào cái dây đèn, nó chạm vào cái dây màu nâu. Thì dẫn đến là khi cái đó nó đang chậm chập đấy anh em ạ. Khi các anh em tắt chìa khóa đi thì cái điện cái dây màu cái dây đèn này nó vẫn ăn vào cái dây màu nâu, dẫn đến là không tắt được chìa khóa. Và dẫn đến không tắt được chìa khóa mà làm cho cái hệ thống IC nó bị chậm chập, dẫn đến là ra le quạt quay. Cho nó quạt đóng nguồn, nhưng mà nó đóng nguồn theo cái kiểu nguồn của điện đèn, nó không ổn định nên nó kêu rè rè, và đồng thời là cái quạt này là quay. Quạt này quay luôn. Đó chính thức cái bản bệnh của nó là do cái dây này chạm, cái dây này là dây đèn chạm vào dây nâu ắc quy dây nâu sau khóa. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi nổ máy. Và bây giờ tôi tắt bình thường anh em nhé. Tắt bình thường. Bây giờ tắt bình thường. Đấy, tách ra là tắt bình thường. Đấy. Tắt bình thường. Đấy. Anh chạm vào đây cho em một tí. Anh chạm vào đây. Anh chạm đi. Rồi em tắt này. Đấy anh em thấy không? Đấy. Thôi giật ra đi. Đấy. Giật ra ngay qua nó ảnh hưởng đến thiết bị khác anh em ạ. Thì cái video hôm nay thì thôi mình xin kết thúc cái video này đây. Cái ban bệnh lần này chính là do chạm. Chốt là do cái dây điện đèn chạm vào cái dây màu nâu sau khóa anh em nhá. Video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Anh em nào mà thấy cái ban bệnh của mình hay thì bấm like và đăng ký kênh. Mua mình lần sau mình ra những cái video hay hơn. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.